Từ Đồng Quan đến Điện Biên, hồi ức, tác giả Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đỗ Thân ghi, giọng đọc Hải Yến, số 31. Không thỏa mãn với thắng lợi giành được, tiểu đoàn hạ quyết tâm tiếp tục đánh đuổi địch chạy về thị xã Bắc Xế, rồi phát triển lên phía Bắc, giải phóng cao nguyên Boloven. Địch rút chạy theo đường xuyên rừng, nếu ta cũng xuyên rừng thì đường rất khó đi và có khả năng bị lạc. Tiểu đoàn quyết định quay về Puy, hành quân theo đường cái lớn cũng sẽ đến Boloven, nhưng đường xa hơn đường xuyên rừng khoảng 100 km. Đêm mùng 1 tháng 2 năm 1954, tiểu đoàn tới cao nguyên Boloven. Tàn quân địch ở Atoper cũng đã đến nơi, kéo theo bọn địch ở Nha Hòn Keng Say chạy về Hội Còng. Tiểu đoàn nhanh chóng bao vây Hội Còng. Nếu ta dùng sức mạnh tiến công Hội Còng có thể bị tổn thất. Tiểu đoàn chủ trương tổ chức phục kích trên đường Hội Còng đi Bắc Xế, đồng thời tổ chức mở vây cho địch rút để có điều kiện đánh địch ngoài công sự. Quyết định thông minh này đã được thực hiện đúng như kế hoạch. Địch rút Hội Còng vào tảng sáng ngày 2 tháng 2 năm 1954. Tiếc rằng lực lượng địch quá đông, tiểu đoàn chỉ tiêu diệt được khoảng một nửa. Địch lợi dụng sương mù chạy vào rừng theo hướng Saravan. Tiểu đoàn đang lúng túng tìm đường thì có một trung đội du kích Boloven đến phối hợp chiến đấu. Đây là trung đội du kích do con rể của người anh hùng Comadam chỉ huy. Anh cho biết, nghe thấy tiếng súng nổ, biết rằng địch bị đánh nên chủ động đến phối hợp. Được du kích địa phương dẫn đường, tiểu đoàn lại cắt rừng đuổi địch. 9 giờ sáng, bộ phận đi đầu của tiểu đoàn gặp địch trên bờ sông Hát. Phát hiện địch nằm ngổn ngang ở bờ sông, đại đội trưởng ra lệnh nổ súng. Bị đánh bất ngờ, địch luống cuống nhảy xuống sông, bị chết đuối khá nhiều. Được sự hướng dẫn của du kích Boloven, tiểu đoàn đã phá nát căn cứ phỉ trên cao nguyên Boloven mà Pháp đã công phu xây dựng để đánh phá Hạ Lào. Ngày 5 tháng 2, tiểu đoàn 436 từ Boloven đánh vào các cứ điểm Bung Cao, Lào Ngam. Địch bỏ chạy về Saravan, tiểu đoàn tiếp tục đánh sang thị trấn Thàng Teng, Viêng Thông, thuộc vùng Tà Ven Ọc. Bọn này đã bị tiểu đoàn chủ lực Hạ Lào bao vây tiến công trước đó 4 ngày. Địch lại bỏ chạy về Saravan. Cùng với tiểu đoàn chủ lực Hạ Lào, tiểu đoàn đã tiến lên Saravan, bao vây thị xã. Tình thế buộc Nava phải tung binh đoàn Lê Dương số 7 từ đồng bằng Bắc Bộ sang Trung Hạ Lào và binh đoàn cơ động ngụy số 51 xuống thị xã Saravan, xây dựng Saravan thành cụm cứ điểm lớn thứ hai ở Trung Hạ Lào. Trong 10 ngày liên tục tiến công, tiểu đoàn 436, trung đoàn 101, đại đoàn 325 đã cùng với quân và dân nước bạn tiêu diệt và làm tan rã gần 3.000 tên địch, giải phóng một vùng rộng lớn hơn 2 vạn km vuông nối liền vùng giải phóng Trung Lào với vùng giải phóng Hạ Lào. Tiểu đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thọc sâu có ý nghĩa chiến lược, dùng binh lực ít nhưng tinh nhuệ đánh vào nơi địch yếu và sơ hở, thực hiện được ý đồ chiến lược của bộ buộc địch phải tiếp tục phân tán binh lực mà chúng rất muốn sử dụng tập trung, làm đảo lộn thế phòng ngự của chúng ở Trung Hạ Lào, giải phóng những địa bàn có ý nghĩa chiến lược đối với cuộc chiến tranh giải phóng của hai nước Lào Việt. Tiểu đoàn đã độc lập chiến đấu, đạt hiệu suất cao, trong khi xa sự chỉ huy của trên, không được bổ sung quân số, không được tiếp tế. Quán triệt sâu sắc phương châm, tích cực chủ động, cơ động linh hoạt, bằng hành động cụ thể, tiểu đoàn 436 đã khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, tìm địch mà đánh, mở đường mà đi, dũng cảm thọc sâu, không sợ hở sườn, không lo lạnh lưng. Trước mỗi tình huống, cán bộ tiểu đoàn đã phán đoán chính xác, hạ quyết tâm nhanh, tổ chức thực hiện cụ thể. Gặp tình huống thay đổi, tiểu
tiểu đoàn đã nhạy bén thay đổi kế hoạch. Khi tiến công thì sử dụng binh lực tập trung, biết lượng sức mình, đã đánh và thắng với nhiều cách đánh phong phú. Khi tổ chức tiến công bằng sức mạnh, khi truy kích, phục kích, đánh địch trong công sự hay đang vận động đều giỏi. Đặc biệt, tiểu đoàn đã khai thác những thuận lợi do thế chiến lược chung tạo nên, triệt để khai thác yếu tố bất ngờ, khiến cho sức mạnh của tiểu đoàn được nhân lên gấp nhiều lần. Với tinh thần chấp hành mệnh lệnh không điều kiện, tiểu đoàn đã nâng hiệu lực chiến đấu của bản thân tương đương một binh đoàn. Quán triệt tinh thần quốc tế vô sản, coi kẻ thù của nước bạn như kẻ thù của mình, tôn trọng nhân dân và quân đội bạn như nhân dân như đồng đội của mình, tiểu đoàn đã được nhân dân nước bạn và quân đội bạn sát cánh chiến đấu, tạo thuận lợi cho tiểu đoàn hoàn thành nhiệm vụ. Trong 3 tháng, từ trung tuần tháng 11 năm 1953 đến trung tuần tháng 1 năm 1954, tướng Nava tiếp tục phân tán khối chủ lực của ông ta lên Tây Bắc, sang Hạ Lào, xuống Trung Lào, tổ chức những cuộc hành quân có tính chất chống đỡ và bị đánh bại trên nhiều hướng. Nhưng Nava vẫn chưa phán đoán được ý đồ chiến lược của ta. Thấy chiếm được Điện Biên Phủ không khó khăn lắm, lại thấy chủ lực ta chỉ đánh vào nơi sơ hở, nơi quân Pháp yếu, Nava cho rằng quân ta không đủ sức tiến công Điện Biên Phủ. Từ nhận định này, nhìn Điện Biên Phủ, ông ta thấy nó rất mạnh. Nhìn rộng ra, ông ta cho rằng Điện Biên Phủ ở rất xa hậu phương ta. Có muốn tiến công, quân ta cũng không thể khắc phục được những khó khăn về bảo đảm hậu cần, đường xá. Thấy chúng ta tiến công trên nhiều hướng, ông ta lại cho rằng quân ta đang do dự trước kiểu phòng ngự mới của quân đội Pháp. Nếu quân ta do dự thì ông ta sẵn sàng chờ đợi một thời gian nữa. Gặp khó khăn về lương thực, quân ta sẽ phải rút khỏi Tây Bắc. Lúc đó Nava sẽ đánh tiêu hao chủ lực ta trên đường rút lui và sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch đã định. Đánh chiếm Tuần Giáo, lấy lại Sơn La và có thể trở lại Nà Sản. Điện Biên Phủ quan trọng thật nhưng chỉ có tính chất cục bộ. Đồng bằng Liên Khu 5 mới là vùng quan trọng cả về kinh tế và chính trị. Phải cho đánh chiếm vùng mà trước đây tướng Sa Lăng đã đề ra nhưng chưa thực hiện được. Chiếm xong sẽ giao lại cho chính quyền Bảo Đại, Tảo Thanh, Bình Định. Ông ta sẽ gây ảnh hưởng chính trị chưa từng thấy. Kế hoạch tiến công ra vùng tự do Liên Khu 5 mang mật danh Át Lăng. Kế hoạch Át Lăng có 3 bước. Một bước chiếm Tuy Hòa, Phú Yên. Bước 2 chiếm Quy Nhơn, Bồng Sơn. Bước 3 hoàn chỉnh cuộc hành quân bằng hành động nối liền Bồng Sơn với Quảng Nam. Phải bắt bằng được 30.000 thanh niên trai tráng vào Hương Dũng, địa phương quân, để giữ vùng đất mới chiếm. Việc Bình Định về sau sẽ giao cho Phan Văn Giáo, thủ hiến trung phần chỉ huy. Ngày 20 tháng 1, bước 1 của chiến dịch Át Lăng bắt đầu. Tướng Lơ Bờ Lăng, chỉ huy quân Pháp ở Trung Bộ, chỉ huy 22 tiểu đoàn bộ binh và lính dù trong binh đoàn 10 Bắc Phi, binh đoàn 100 mới ở chiến trường Triều Tiên về. Các binh đoàn 31 và 32 cộng 8 tiểu đoàn cơ động chiến lược và 2 tiểu đoàn dù cùng một số đơn vị pháo binh, cơ giới, công binh, vận tải đổ bộ đánh chiếm Tuy Hòa, Phú Yên. Mặc dù bị địch đánh vào vùng tự do của ta, nhưng Bộ Tư lệnh Liên Khu 5 vẫn hạ quyết tâm, kiên quyết thực hiện kế hoạch đã định, chỉ để một bộ phận nhỏ tác chiến ở đồng bằng, còn phần lớn lực lượng tập trung đánh lên Tây Nguyên, một hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối sơ hở. Ngày 26 tháng 11 năm 1954, cuộc tiến công bắt đầu. Lực lượng tiến công có 2 trung đoàn chủ lực, 108 và 803. Cả 2 trung đoàn đều sử dụng tập trung. Mở đầu, ta đánh một lúc 3 cứ điểm Măng Đen, Công Prai và Măng Bút. Trong đó trận Măng Đen là trận then chốt mở đầu do tiểu đoàn 19, trung đoàn 108 đảm nhận. Măng Đen là cứ điểm tiểu khu có công sự kiên cố. Trận đánh diễn ra quyết liệt từ phút đầu đến phút chót. Với tinh thần dũng cảm, kiên quyết tiến công, các chiến sĩ đã tiêu diệt cả 3 mục tiêu Măng Đen, Công Prai, Măng Bút. Hệ thống phòng ngự của địch ở Bắc Tây Nguyên bị phá vỡ một mảng lớn. Phát huy thắng lợi,
Bộ chỉ huy chiến dịch do đồng chí Nguyễn Chánh, tư lệnh kiêm chính ủy liên khu 5, trực tiếp chỉ huy đã cho trung đoàn 108 đánh lên phía Bắc, trung đoàn 803 tiến xuống phía Nam, uy hiếp thị xã Kon Tum. Tiếp theo, ngày mùng 5 tháng 2, quân ta tiêu diệt Đắc Tô và giải phóng thị xã Kon Tum, quét sạch quân địch ở Bắc Tây Nguyên. Sau đó tiến sát đường số 19. Tình hình trong những ngày đó phát triển rất nhanh. Có nhiều đồn bốt đã bỏ chạy trước khi quân ta đến. Bộ đội ta thiếu ăn thiếu ngủ, ngày nắng đêm rét vẫn kiên quyết đuổi giặc. Dân công gánh nặng trên vai theo sát bộ đội. Đòn tiến công của chủ lực Liên Khu 5 đã phá vỡ thế uy hiếp của địch đối với vùng sau lưng Quảng Nam, Quảng Ngãi, giải phóng cả một vùng địa bàn chiến lược quan trọng ở Bắc Tây Nguyên, rộng 16.000 km vuông với 20 vạn dân, bảo vệ được vùng tự do Phú Yên, Bình Định. Vùng tự do của ta từ ven biển Quảng Nam, Quảng Ngãi đến biên giới Việt-Lào đã được nối liền với vùng giải phóng Tây Nam Boloven. Ngày 28 tháng 1 năm 1954, Nava ra lệnh đình chỉ cuộc hành quân ở đồng bằng Liên Khu 5, rút binh đoàn số 100 và 2 tiểu đoàn dù ra khỏi cuộc hành quân Át Lăng cùng với 2 binh đoàn 11 và 21 thuộc lực lượng cơ động chiến lược lên Tây Nguyên, tổ chức Pleiku và An Khê thành 2 tập đoàn cứ điểm. Pleiku và An Khê trở thành nơi phân tán binh lực thứ tư của Nava. Ngày lại ngày, toàn đại đoàn 312 vẫn nằm trong khu rừng Phú Thọ. Nghe tin thắng lợi của các đơn vị bạn trên chiến trường mà lòng thấy nôn nao. Nhưng rồi, ngày đầy mong đợi cũng đến. Đại đoàn được lệnh lên đường, ba trung đoàn vượt sông Hồng trên ba bến khác nhau, bí mật an toàn. Thuyền mượn của dân đã tập trung trong dân. Mờ sáng hôm sau lại phân tán. Tất cả diễn ra trật tự im lặng. Không một ánh lửa, không một tiếng nói. Đường đi chiến dịch năm nay đã mở rộng. Trên đường qua Thượng Bằng La, đèo Lũng Lô, mới đầu năm, khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ ở Xốp Hào về, còn âm u rậm rạp, nay đã mở rộng, giải đá phẳng lì. Trên đèo Phiêng Ban, nườm nượp dân công gồng gánh, xe thồ, cả nước lên đường, trong trạng thái phấn chấn của cuộc cách mạng ruộng đất. Qua sông Đà năm nay, chúng tôi được đi cầu phao do công binh Bắc từ trước. Ra đến đường số 41 thì một cảnh tượng chưa từng có đã đập vào mắt. Hàng đoàn ô tô kéo pháo, chiếc nọ kéo chiếc kia, lăn bánh trên con đường giải đá rộng thênh thang giữa hai hàng dân công và bộ đội hành quân theo một hướng. Con đường số 41 đối với tôi có biết bao kỷ niệm vui buồn. Trên con đường này, tôi đã cùng đồng chí Trần Duy Hạnh hai ngựa hai người đi trong đêm giao thừa năm nào về căn cứ Mộc Hạ. Bụng đói, quân không, phương thức đánh địch còn đang mò mẫm trong những ngày đầu kháng chiến. Cũng trên con đường này, mới năm nào đầy lau lách, chúng tôi phải vừa đi vừa đề phòng bọn biệt kích và những con hổ đói lang thang trên đường, đi cùng các đội vũ trang tuyên truyền vào vùng địch chiếm, để phát động nhân dân Tây Bắc xây dựng cơ sở chính trị. Và đêm nay, dưới ánh trăng rừng vằng vặc của mùa đông Tây Bắc, con đường sống động như một dòng sông, người và xe cuồn cuộn nối nhau lên Điện Biên. Trong sự phấn chấn bất ngờ, có chiến sĩ lần đầu tiên thấy xe kéo pháo không hiểu là xe gì, kéo pháo gì, đã đặt cho cái tên xe kéo là xe mẹ kéo xe con. Các chiến sĩ nhìn những tấm vải bịt bùng, cảm thấy có một sức mạnh vừa ghê gớm, vừa bí hiểm đang cùng mình ra trận. Có cậu phấn khởi, cứ vỗ vỗ vào nòng pháo. Bỏ mẹ mày rồi, Nava ơi là Nava. Chúng tôi, những cán bộ chỉ huy, có ít nhiều được biết về sự trưởng thành của pháo binh ta. Nhưng trước cảnh tượng ra trận uy nghi hùng dũng này, lòng cũng thấy phơi phới. Sức mạnh của cả nước chung lòng chung sức để đập tan kế hoạch Nava kết hợp với sức mạnh của thời đại đã tạo điều kiện cho chúng tôi, những người trực tiếp chiến đấu ở Điện Biên, một khả năng tác chiến mới. Tuy vậy, cũng đặt ra cho chúng tôi những yêu cầu mới về chỉ huy, về tác chiến hiệp đồng binh chủng trong một chiến dịch tiến công quy mô chưa từng có,
mà ngay lúc này cũng chưa thấy hết được. Đại đoàn hành quân trong 15 ngày đêm thì tới Điện Biên Phủ không rớt một người. Ngày 14 tháng 1 năm 1954, cán bộ chỉ huy các đại đoàn được triệu tập về hang Thẩm Púa sát Điện Biên Phủ để Bộ Tư lệnh Chiến dịch phổ biến kế hoạch tiến công. Tôi gặp các anh Vương Thừa Vũ, Cao Văn Khánh, Đại đoàn 308, Chu Huy Mân, Đại đoàn 316 và Nam Long, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 141, nay là Tham mưu trưởng Đại đoàn 304. Chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu và từ chiến dịch biên giới tới nay, không chiến dịch nào là không gặp nhau. Nay lại có thêm đại đoàn mới, Đại đoàn Công pháo 351 do anh Phạm Ngọc Mậu làm chính ủy. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái trình bày tình hình chung trên các chiến trường, sự phá sản của kế hoạch Nava, kết quả tác chiến của ta trong vùng sau lưng địch ở Đồng bằng Bắc Bộ, ở Trị Thiên, Liên khu 5, Nam Bộ, đặc biệt là sự trưởng thành của chủ lực các quân khu Tây Nguyên, sự phối hợp tác chiến của quân đội ta với bạn trên chiến trường Trung Hạ Lào. Đồng chí nêu quyết tâm của Trung ương, của Bác trong việc mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là chiến dịch tiến công lớn nhất của quân đội ta. Trận đánh sẽ đánh dấu bước tiến vượt bậc của quân đội ta, đồng thời đánh bại cố gắng cao nhất về chiến tranh của quân viễn chinh Pháp. Sau đó, chúng tôi được thảo luận về cách đánh. Có hai phương án được đem ra thảo luận: đánh chắc, tiến chắc và đánh nhanh, giải quyết nhanh. Đánh chắc, tiến chắc thì hướng chủ yếu sẽ là hướng đông. Đánh nhanh, giải quyết nhanh thì lấy hướng tây làm hướng chủ yếu. Hướng tây là hướng địch yếu hơn. Từ hướng tây, chúng ta có thể đánh thẳng vào sở chỉ huy, trung tâm đầu não của tập đoàn cứ điểm. Sau khi thảo luận, chúng tôi nhất trí với phương án đánh nhanh, giải quyết nhanh. Tuy nhiên, dựa trên nguyên tắc đánh chắc thắng của nghị quyết Trung ương lần thứ tư, chúng tôi cũng nhất trí. Rồi đây, khi tình hình địch có thay đổi thì có thể chuyển sang đánh chắc, tiến chắc. Cuối cùng, hội nghị hạ quyết tâm tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ. Địch cố thủ, kiên quyết đánh. Địch bỏ chạy, kiên quyết truy. Địch tăng cường, kiên quyết diệt.